xuất thì đây cô thì đây hôm đầu tiên năm thì đây 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 hôm đầu đây biết cho thừa mình mà vợ con tàu đổ sông bờ xa vì tôn sao cho lòng tư về vì thế chúng ta qua nhặt đôi những lời đã trải qua ông mưa nắng quá cuộc đổi thay. Dạ, em xin gửi tặng cái khúc này đến chị Lộ Lộ như tất cả quý vị. Chiều xuống đứng trên cầu nghe sóng biển nắng thu vàng kêu rạng bên bờ kiên giang mình đẹp làm sao. Dạ, kiên giang chị đẹp không ạ? Kiên giang mình đẹp làm sao. Đẹp thiệt đúng chị? Dạ. Kiên Giang mình đẹp làm sao, có vì sao? 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 Thank you.
thương có đào kia để tương tư tình mong. Rồi lấy hơi cái này là câu sao là lấy điểm lại nè. Tình mong mà chỉ bâng khuâng với trái tim rung động khi lần đầu tiên hạnh ngộ rơi qua. Vâng ạ, chúc mừng anh. Dạ. Còn quý vị nào trúng thưởng đó không ạ? Dạ không. À, còn cô bé nào quý vị chưa trúng thưởng, quý vị cứ hãy giữ đó đợi chúng em kiểm tra xong. Khi nào chúng em nói là trúng rồi thì quý vị hãy xóa bỏ lá vé đó quý vị nha. Mã số một loại 2390. Ok. Số anh trúng thằng nào anh? Vâng ạ, số 414. 44 vừa đi qua có 1. Số 56. 56 có 2. Số 30. Số 30 có 3. Và số cuối cùng là số 18. Số 18 không thể không có. Nếu quý vị nào không tin tưởng có thể là lên sân khấu để có thể kiểm tra lại giúp em. Còn thế bây giờ của anh đâu ạ? Dạ chúc mừng. Vâng nào, phần dự thi của Bùi Tuấn và Victor Cô xin kết thúc tại đây. Xin được cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Một tràng pháo tay thật lớn cho Bùi Tuấn và Mr. Go trong vòng trình diễn vừa rồi ạ. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần nhận xét của quý ban giám khảo. Đầu tiên xin mời giám khảo Khương Vũ Dũng ạ. Xin mời anh Mr. Go. Thấy hương quả ra nó thấy mấy khác cái anh quên. Anh sợ bao nhiêu cái văn từ để dành cho hai bạn thông tin ở trên rồi ạ. Chúc mừng hai bạn đã vượt qua cái vòng thi tuyệt vời vừa rồi. Chắc có lẽ là Vũ thấy là lộ cái bờ môi nó dịp dịp nhiều hơn. Anh chỉ biết là chúc mừng hai bạn thôi, còn thời gian bao nhiêu nhường cho bà bầu của chúng ta. Dạ. Chia sẻ nhé. À, thôi anh nói đi, anh cứ nói đi quan điểm em. Tại vì em là quan điểm của một người khác, còn anh là quan điểm của một người khác. Ví dụ như anh là khán giả đi, dạ, thì em dạ. Thấy hai bạn như thế nào? À, theo anh, nếu anh là khán giả thì vẫn nghe được hai bạn hát rất là hay, vẫn hoạt náo, vẫn đầy năng lượng. Nhưng mà sao cảm xúc của Vũ nó không có sự cuốn hút từ hai bạn, và cái liền mạch của hai bạn, cái tuyến của hai bạn vẫn không có. Vũ ngồi đây, Vũ xem, mặc dù là nghe vẫn là hay đó, nhưng mà nó không có để lại trong lòng mình cái chiều sâu nhiều. Cho nên là cái lời thật lòng thôi. Nhưng mà hai bạn vẫn rất là tuyệt vời trong cách hát, cách truyền tải. Cái lửa của hai bạn là chắc có lẽ là cái điều khán giả sẽ nhận được. Cho nên là mong rằng mọi người sẽ cố gắng nhiều hơn để gặp lại cái lửa. Và cái tuyến của các bạn dẫn cho mọi người cuốn theo hai bạn nhiều hơn nữa ha. Dạ. Cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Xin cảm ơn anh Vũ ạ. Tiếp theo xin mời giám khảo anh Hồng. Xin mời chị. Đầu tiên thì chúc mừng hai bạn đã hoàn thành phần thi của mình ha. Và cũng có những cái lời nhận xét sau đây thì hy vọng là đây là những cái sự góp ý cho các bạn. Nếu như mà sau này các bạn còn tiếp tục đam mê với nghề thì mình sẽ lưu lại những cái nhận xét này để mình phát triển cái nghề nghiệp của mình hơn.
Đầu tiên về phần trang phục thì hai anh ra rất là quý ông, rất là lịch lãm, chịu, sạch sẽ, sang trọng. Thì cái này là cũng là một cái điểm cộng. Rồi về phần giao lưu kéo to với nhau thì anh Tuấn là anh có một cái lợi thế là MC rồi đúng không? Anh có một cái chất giọng rất là bắt mít, rất là cái giọng anh rất là vang luôn, rất là phù hợp với những cái môi trường hoạt náo, những công việc mà làm MC hoạt náo và môn mít tinh thần thì có lẽ là anh còn hơi rụt rè, hoặc là do là mình đứng kế bên một cái người mà cái bị quá trời đi thì có thể là anh còn hơi rụt rè, hơi bị lép vế hơn anh Tuấn một chút xíu. Nhưng mà có một cái chỗ hồi nãy đó, hai người kéo to á, thì mình lưu ý một người nói thôi, hồi nãy hai người bị chầm lời bị rất nhiều đó, hai người bị ai cũng một người thì mấy gì ra còn người thì lo để điều tiết bán vé đó, cho nên là nó sẽ bị chầm lời lúc đó, nó hơi bị khó chịu một chút. Rồi về cái phần bài hát thì hai bạn anh Tuấn thì cái phần hát lô tô của anh là nó tròn trịa thôi, thỉnh thoảng nó cũng có một chỗ vài chỗ nó hơi bị trên bị lệch tông một chút xíu đó. Thì với lại những cái lần mà anh lưng nhạc để mà anh vào một cái câu nhạc nó nhẹ nhàng á, thì anh có thể là để cho anh út ở trong á, mình rải một vài nốt cho mình để mình lấy cái tông. Chứ mà còn mình hát nghe xương vậy là rất dễ bị bây giờ gọi là đâm heo đó, mấy bố anh đi nhiều này, anh xin nghe là đâm heo. Còn ở Mr. Ron thì là sợ là ổng nghe hết cái phần hát của Mr. Ron thì chỉ là đúng được có một bài rưỡi thôi, nghĩa là đúng tông có một bài rưỡi á, nghĩa là cái bài mà rưỡi đó là nửa đầu á thì hát bị lọt, nửa sau thì bạn hát đúng tông lại. Thì cái phần này mình nên xem lại về cái hát, tại vì hát lô tô quan trọng, mình là nam thanh lịch, mình không có cái hài hước gì với so với các bạn nữ, thì cái phần hát của mình phải chú trọng vô cái chỗ đó. Thì cái phần hát này là hầu hết là bị fail hết, thì chỉ đúng được có một bài rưỡi đúng tông thôi đó. Rồi chị có bao nhiêu đó thôi đó, thì hy vọng là nếu mà hai bạn có được vào cái phần sau thì mình sẽ khắc phục những cái lỗi đó. Mà xin chúc mừng hai bạn nha, và đầu tiên luôn là em cũng cảm ơn Quỳnh Tuấn giống như Nguyễn Đình Vô đã đến với cuộc thi. Lợi sẽ có những cái nhận xét chi tiết hơn cho các bạn. Đầu tiên là anh Quỳnh Tuấn trước, anh có lợi thế là cái đại từ tốt, anh hát được, và tất cả mọi thứ thì anh làm chủ sân khấu gì hết, anh không bị rung, không bị va bắp, nên rõ ràng anh là một MC rất là chuyên nghiệp. Và em có coi cái hồ sơ anh thì rõ ràng anh chuyên nghiệp thật, anh từng cộng tác với các đài truyền hình nữa, cho nên cái điều đó là cái điều là một lợi thế cho anh rất là lớn. Tuy nhiên nó cũng là một bất lợi cho mình luôn, tại vì anh đang bị hiểu lầm. Sân khấu lô tô lúc nào nó cũng phải ồn, lúc nào nó cũng phải dập. Thành ra khi mà anh thể hiện những cái phần của anh, những cái số như vậy đó, nó sẽ bị hơi over một chút xíu. Nhưng mà đối với những cái bạn nam đó, nếu mà anh có để thấy Trọng hoặc là Lâm Việt Nam hoặc là những bạn nam hát á, trước đây thì có Lê Cần hoặc Nguyễn Trung á, thì hát rất là tròn và vừa thôi, không có ô về. Đặc biệt nữa là cái cách thể hiện, ví dụ giống như là người nữ họ minh họa cho bài hát của họ thì cái hình thể nó khác, người nam minh họa cho bài hát hình thể nó khác. Thì anh đang bị hiểu lầm hay cái đó, cho nên cái hình thể của anh khi biểu diễn từng con số nó bị over hơn so với anh. Và không chỉ hình thể mà ánh mắt luôn, ví dụ như là anh hát là thôi thôi nè, xong anh biết còn hơn em biết nữa, cho nên là cái đó nó sẽ không có làm cho mình cái sự nam tính thật sự trên sân khấu, có nghĩa là hình tượng nam của mình nó không tròn. Và cái điều đó nó sẽ làm cho tất cả mọi thứ ở trên sân khấu mình á, mình sẽ bị người ta không có thu hút nữa. Thì nam là phải sao đẹp và nam tính, nó đơn giản thôi, không có cần thể quá. Thì em nghĩ là nếu mà vòng trong anh nên tiết chế lại một chút xíu là được. Còn em có đọc rất là nhiều comment nói là hôm nay anh thi với Mr. Go nhưng mà cái phần nói của anh nó nhiều hơn, thì dĩ nhiên đã là battle rồi, là ai mà giỏi hơn thì người đó là chiến thắng rồi. Tuy nhiên mình có phần nâng với nhau, nhưng mà bạn diễn không đỡ được thì bắt buộc mình phải một mình chiến đấu thôi. Thì cái đó là đương nhiên, tại một vòng lô tô là hai người đều tạo một cái giá trị cho tất cả khán giả ngồi coi, nhưng mà chỉ có một người mà nói muốn chết luôn, người kia không nói thì dĩ nhiên người này phải gồng rồi, cho nên cái lỗi nó không thuộc về anh, mà vô tình nó lại là phần làm cho mình thuyết phục về anh hơn. Còn cái đó là cái phần của anh Bùi Tuấn ha, anh rất được rất là nhiều, chỉ có cái là nên tiết chế lại trong cái phần trình diễn của mình là ok. Còn riêng với phần của Mr. Go á thì em hát không có vô tông,
em hát cũng như Tâm, chị không biết là bữa nay sao mà em bị điếc tâm á, cái phần nghe của em nó có vấn đề. Chị ước gì mà một cái phần mà cái câu hỏi mà hồi nãy em quỳ xuống em làm quốc đầu tiên luôn là em giết chết liền ngay từ đầu năm nay liền. Tại vì nó rất là vui. Và chị nghĩ là tại vì em chưa quen bị rung á, chứ nếu mà em làm ok em sẽ làm rất ok. Cái phần đó, cái tông gì nó kiểm soát lại chút xíu thì nó sẽ ổn. Mà đối với chị hôm nay là em bị có vấn đề về tông đó, cho nên là nghe hầu như là người ta sẽ rất là khó chịu. Để người ta muốn mình hát thì ta hay, thì nên là mình phải tập trung vào phần đó nhiều hơn, không bị sai tông. Ok, cảm ơn hai bạn. Xin cảm ơn ý kiến nhà sếp từ quý ban giám khảo ạ. Và sau đây xin mời Bùi Anh Tứ cũng như là Mr. Go mình cùng quay trở lại cùng để mình cùng nghe qua kết quả đến từ ban tổ chức. Không biết bây giờ kết quả của ban tổ chức, ban giám khảo sẽ là chúng tôi thí sinh vô